buổi sáng thức dậy ngâm nước cùng đã lâu, bắt đầu một ngày mới thức dậy thay quần áo thôi, phải kiếm chút gì mình ngắn vô thay ngon, xong vội vào phòng thu vội vàng làm việc ngắn thôi. Một bài hai bài ba ba giờ bốn bài đi ra đi vô cho tay chân không bị té tay, năm bài sau bài bảy bài tám bài tham quan đến năm giờ rồi sao thôi thôi không có gió mà đi ra làm việc ta đi thôi, rồi thì sao khi tôi chẳng có đi về cũng xong đi về ngày mai chỉ là hình thức trong tôi em thôi biết rút thôi thôi không có gió mà đi ra làm việc ta đi thôi, rồi thì sao khi tôi chẳng có đi không I was so proud I live so free. I want.
Nếu không muốn giữ cái tình này thì em hãy nói ra đi. Vì sao em vô tâm, vì sao anh rời xa tôi? Chẳng lẽ em không yêu ai nữa, và em phải về một đâu nữa để tôi như một người đi đứng bên kia. Ta nói nhiều về em, vì yêu em đôi không tin. Chẳng em đứng bên người ta thì cùng em qua mà thân tôi. Từ đây có lẽ phải trách phạt, yêu em nhiều hơn mấy thế. Vậy em cứ quay đường đi, đừng tìm nhau nữa. Chuyện gì cũng đã hết rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.